Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh RDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe thì các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tham gia với chuyện Alok giữa dự án UBA liên kết với dự án Pispunk. Với pot giải thưởng là 100.000 token UBA và 200.000 token Punk. Nếu ta vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nhập về tài khoản Twitter Google. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ, đó là chúng ta sẽ retweet là một cái bài đăng ở trên Twitter, đàn và nút retweet. Kế đó thì các bạn ấn vào con tin xác nhiệm vụ. Và tiếp tục chúng ta sẽ mở vào cái Twitter của dàn UBA. Ở đây mình đã follow từ trước rồi, chúng ta sẽ follow này. Rồi chúng ta sẽ mở đến trang chủ của dự án này. Hiện nay dự án này đang bán token Pispunk. Anh em có thể min với giá là 0,1 BNB. Nhưng có lẽ là tôi cũng không min làm gì đúng không ạ? Đó là chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta có tin sẵn nhiệm vụ này. Đến phần địa chỉ ví, các bạn dùng ví ETH ở trên chết wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó quay trở lại các page vào để con tin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy những cái danh sách nhiệm vụ tiếp theo. Thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ follow dự án Pispunk. Ấn follow. Xem nhiệm vụ này. Rồi chúng ta lần lượt cho vào các kênh Terra mà dự án yêu cầu. Chúng ta có 3 kênh Terra. Ta vào nút click here to prove. Rồi cái đó chúng ta nút continue. Tiếp theo chúng ta mở tiếp kênh Terra của dự án Pispunk. Ta nút continue. Cho tiếp một kênh Terra nữa. Continue. Ok, vừa rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ chuyện alop của dự án Pispunk. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.